giờ là live đến 2 giờ. Em định là like một lúc túi, sau đó lại lên một lúc áo. Các chị có thích áo không? Mọi người thích áo VIP không? Các chị có thích áo VIP không? Em định like một lúc túi nữa xem em sẽ lên áo mọi người ạ. Like sẽ lên hôm nay like đến 2, đúng 2 giờ là em nghỉ. Ok cho mọi người. Hôm nay em sẽ like đến đúng 2 giờ là em nghỉ nhá mọi người nhá. Từ nãy em rồi. Ra thiếu nước. Hello mọi người, chào các bác, chào tất cả mọi người đang xem livestream của nhà em. Mọi người vào lại nha. Vào lại livestream mới này giúp em nha các chị ơi. Mọi người vào livestream mới giúp em nha. Sun sale nào các chị gái mình ơi. Siêu nhiều hàng đẹp luôn. Tặng các chị một mã này. Sao em cứ đến cái giờ này là em mới livestream được kiểu năng suất là sao nhỉ? Ôi trời ơi, nhiều hàng đẹp quá. Kelly Cam này, Chanel này. Vừa nãy cả là con chám V. Đây, có con Chanel chám V. Vừa nãy là con chám, còn con này là Vân V. Vừa nãy con Vân chám, con này là Vân V. Em lên đôi cho mọi người. 630.000 em tặng đầu like cho các bác rồi chia sẻ livestream giúp em, cho xin một lượt chia sẻ trang cá nhân nhé mọi người nha, và ba lần hội nhóm. Em tặng các chị mã này 630.000, vỡ hộp em sale còn 185.000 tặng các chị luôn. Muộn rồi, lên giá luôn chứ không ngồi lề dề nhiều các chị ạ. 185.000 lên mã cho em. Lờ bao nhiêu rồi chưa? Lờ 4 mấy rồi? Lờ 45 giúp em đi ạ. 185.000 mọi người ơi. Vào lại livestream này giúp em nhá. L45, em kỷ niệm mọi người 185.000 chia sẻ like giúp em ạ. Em like muộn nha, hôm nay like muộn cú đêm với các chị nha. Like muộn cú đêm với các bác nha mọi người ơi. Xinh nhỏ mà có 185.000 thôi. Chanel V siêu xinh luôn. Khách quen thì em hầu hết ai có một cái ơi. Chị nào khách mới mà chưa mua được thì mình mua luôn này. Được chưa? Và khách quen ai chưa có thì mình quất thêm này. Và cái mã này là em 630.000 vỡ hộp em giảm còn 185.000 nếu các chị đầu livestream luôn. Chị nào lấy thì mình comment luôn nhá. Một con Chanel khóa chuông, điều chỉnh nắp dây được, mai rất xinh, kẹp nách được, đeo chéo được, rất là xinh luôn mà hàng rất là rẻ luôn. Ê ơi bán tặng mọi người có 185 đầu like thôi. Ai chốt mình lên luôn cho em nhá. Chốt thì mình lên luôn cho em mã là L45, lẻ 45, con này lẻ đúng 4 cái. Lẻ còn đúng 45 cái cuối cùng duy nhất, 4 đến 5 chiếc cuối cùng duy nhất. Em tặng mọi người 185.000. 185 thôi ạ, à, rẻ kinh khủng luôn. 185.000 rẻ kinh điển luôn cho em, rẻ xuất sắc luôn. Một con Chanel này. Phát hiện hàng Việt Nam đền tiền gấp 10 lần nha các chị nhá. Phát hiện hàng Việt Nam Nhung xin phép đề tiền x 10 lần cho em. Yên tâm đi ạ. Một con hàng rất là đẹp. L45, lẻ 45 mọi người chấm like này, em biết mọi người đặt comment được nha. Không thấy một chị nào chấm like lên đúng không? Mọi người ơi, các chị có đang comment không? Tại vì em chưa thấy một bà nào chấm like lên cho em ấy. Chấm like tương tác để biết mọi người đang xem một like đúng không ạ? Tại vì muộn rồi á. Có chị nào cú đêm được với em thì mọi người chấm like lên để em tương tác với em, để em biết là mọi người đang xem một like nhá. Ok không? Chị Thanh Nhã, chị Ngọc Ngọc. Ok, chấm live stream. Tương tác lên giúp em, con này là bản chữ V, vừa nãy là bản vân sọc, còn con này là vân V, vừa nãy là vân chám, con này là vân V của Chanel nhé mọi người nhá. Hello Giáng Ngọc, hello Lan Phương Nguyễn, hello chị Hương Lê ạ. L45 rồi, em lên L46, mọi người thích con gì? Đúng rồi, hoan hỉ chị nào mở hàng đầu live hôm nay là mùng 1 nhá mọi người nhá. Hôm nay là mùng 1 nhá, đi nhẹ nói khẽ cười duyên mà mở hàng trong nốt nhạc cho em nhá các chị ơi. Mở hàng nhẹ nhàng trong nốt nhạc giúp em nha. Hello Su Su, hello Hà Pháp, hello các chị ạ. Chào mọi người. Đây mã này rất xinh này. Mã này rất xinh này mọi người ơi. Yêu lắm con Gucci cốp. Con này lâu lắm rồi em không like ấy. Con này lâu lắm rồi em không like đấy mọi người ạ. Con Gucci cốp này đẹp cực. Chị nào mở hàng hôm nay mùng 1 em dám sale siêu siêu xinh luôn. Thật sự mọi người hôm nay mở hàng cho em. Chị nào mở hàng cho em được giảm sale cực sốc nha. Giảm sale cực sốc nha. Con này 880 giảm còn 650. Và hôm nay đầu live đúng không ạ? Đầu tháng đó mọi người. Hôm nay mùng 1 đúng không ạ? Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, nhưng hôm nay là mùng 1 sớm mai em tặng các chị mã này luôn. 399.000. Xinh không? Cốp này.
mã Landon cho em 046. Đáng lẽ là mùng 1 phải lấy mã M1 đấy. Nhưng mà thôi, Landon đang vừa lẽ ở lối liền với cái like trước thì lên cho em mã L46. L46 tặng luôn, tại vì con này không còn nhiều đâu ạ. Mã cốt này, form cốt rất đẹp. Form cốt của Gucci rất đẹp nha mọi người nhá. Cái màu này, màu nâu đẹp chưa? Của Gucci chuẩn VIP chưa ạ? Từ phụ kiện, từ form, từ chất, từ hàng nha mọi người ơi. Từ phụ kiện, từ form, từ chất, từ hàng. Cho em các chị nhìn form đỉnh không? Chất da này, form không độn một cái gì bên trong hết. Form em không độn một cái gì bên trong hết nha mọi người nhá. Mà form nó đẹp như thế đấy ạ. Ok chưa ạ? Chồng lấy được con Dior to chưa? Dior shopping to chưa? Giống con vừa nãy 325 ấy, nhưng mà nó size to ấy. Sẵn ra hai con liền cơ mà. Bấm mà để ở đâu? Con này nó còn 5 cái. Chắc là khách thích đấy. Chắc là khách thích mua để đi du lịch. L47 em lên con này cực phẩm luôn. Các chị chỉ cần chia sẻ livestream thôi ạ. Cho em xin một lượt chia sẻ like được không mọi người? Chị nào biết hội nhóm nào thì mọi người chia sẻ lên hội nhóm đấy cho em, để em tương tác với em nhé mọi người nhá. Em làm giá các chị cực rẻ luôn. Em sẽ lên một con hàng tiền triệu cho các chị, mà hôm nay săn tiền trăm cho em. Em lên một con hàng tiền triệu các chị sẽ được săn tiền trăm được không? Chỉ cần chấm like lên cho em thôi. Em lên một con hàng tiền triệu, các bác được săn tiền trăm trong like. Hộ em với. Chấm like lên hộ em với ạ. Tương tác lên hộ em với nhé mọi người nhá. Em like từ giờ đến 2 giờ cơ. Đây, 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 đây. Nó sẽ là một con hàng VIP. Giúp em. Mã này rất, rất đẹp. Siêu phẩm, siêu VIP luôn đấy. Ô, kéo của em vừa nãy đâu nhỉ? L46 thôi. L47, nhưng con này chỉ có một cái thôi. Cho chị nào mùng 1 may mắn nhất giúp em ạ. Thôi kéo. Cho chị nào mùng 1 may mắn nhất giúp em nhé mọi người nhá. Chị gái nào mùng 1 may mắn nhất livestream này đây. Tương tác lên cho em nha các bác ơi. Bóng dáng của em. Siêu phẩm không? Con LV VIP. Con này các chị đang đi mua 4.9 triệu đúng không ạ? 4.9 triệu mà con này vỡ mất cái bốc cắt tông thôi. Hôm nay đầu tháng nhá mọi người nhá. Em hoan hỉ hết sức cho em. Em ơi được săn một con LV VIP. Tiền triệu hôm nay được săn giá tiền trăm. Mọi người nhớ chia sẻ like này. Nhớ chia sẻ livestream này. L47. Eo ôi. Book 500 VIP. Mã cốt lót bên trong cực phẩm. Ui thơm đấy. Gia đình nha mọi người ơi. Da chuẩn caviar như au luôn cho em. Da chuẩn. Chuẩn da caviar như au luôn cho em. Size 25 chuẩn VIP nha mọi người nhá. Size 25 chuẩn VIP chuẩn au nha mọi người. Nghe lên giá. Em tặng tiền trăm cho các chị luôn. Một con hàng 4.9 triệu. Em kỷ niệm mọi người. Mã này cho em check đá đó mọi người. Ồ con này không có mã. Không có mã. Con là mã gì ấy. Thôi em kỷ niệm mọi người mã này 880.000. Chia sẻ live stream em chốt cho các chị mã này 739.000 ạ. Em thề luôn không lãi nghìn nào. Em tặng mọi người đầu like đầu tháng luôn. Hoan hỉ nhá. Giá siêu tốt luôn. Ai lấy thì comment cho em mã lẻ 47 L47 và kèm giá 735 cho em. Một con hàng rất đắt luôn. Em tặng mọi người. Em không cần lãi đâu các chị ơi. 47 của chị Nguyễn Mai Vân. Đẹp chưa? Xuất sắc chưa ạ? Chuyển khoản lấy vía nha tình yêu ơi. Bao tốt, giá bao tốt luôn đấy. L47 và kèm giá giúp em là 735.000. Thôi không cần check đâu. Check kiểu gì ra hơn 1 triệu. Check kiểu gì cũng ra con này hơn 1 triệu thôi. Em tặng mọi người, em không cần lãi đâu mọi người ơi. Nay đầu tháng, hoan hỉ đi mọi người. Hoan hỉ đi các bác ơi. Để mở hàng cái, lấy vía phát nào. Hôm nay chỉ cần mở hàng lấy vía thôi mọi người ơi. Không cần lãi đâu ạ. Lãi nhiều rồi, lãi cả tháng rồi nha các chị nhá. Lãi cả tháng rồi. L47 cho em. Chị Trần Linh lấy thì comment lại là L47 và gạch ngang giá 735.000. Là ok các chị có đơn. Được chưa ạ? Chị Nguyễn Mai Vân đi. Chị nào vía nhẹ, cười nhẹ, cười xinh, cười duyên, mua hàng nhanh gọn lẹ, chốt mở hàng cho em. Ok chưa? Tiếp. Em tặng các chị mã này kiểu gì các chị cũng thích. Kiểu gì các bác cũng thích. Một con hàng cực phẩm luôn. Vỡ hộp rồi mọi người ơi. Vỡ hộp rồi. Một con hàng đỉnh lắm. 880.000. Em kỷ niệm mọi người. Các chị nắm form này. Đẹp cực kỳ luôn. Form nhức nhối luôn cho em mọi người ơi. Shopping nhá. Dior shopping size 40. Kèm khăn lụa của Dior. Lót toàn bộ Dior cho em.
mã code đầy đủ. Em tặng các chị mã này. Mọi người nhớ chia sẻ like nhá. Con này làm làm sao nhỉ? Trời ơi. 499. Chia sẻ livestream em tặng các chị 349.000. À 339 luôn đi. 339.000 L48. 339.000. Không lại không lời 1.000 một xu tặng mọi người luôn. Dior nó dập này. Các chị nhìn cái bản thêu của Dior của nó không ạ? Christian Dior nhá mọi người nhá. Ok cho mọi người. L48, con này size 40 bản shopping. Các chị cầm con này tầm này là đi, các chị hay đi du lịch này, hay đi biển này, đi chơi đúng không ạ? Mọi người ơi, các chị cầm con này cực sang luôn nhá mọi người nhá. Để đã thấy còn để được đồ siêu sang luôn. Tặng kèm khăn lụa quần túi của Dior cho em L48. L48 339.000. Chị Hoàng Nhung có đơn L48 xinh lắm mọi người ạ. Xinh cực kỳ luôn. L48 giúp em 339 size 40 cm, 39.5 size 39.5 40 cm nhá mọi người nhá. Xinh kinh khủng luôn. Ok chưa ạ? Ai lấy thì comment cho em mã L48. Xinh yêu luôn. Xinh yêu xịn xò luôn. L48 chị Hoàng Nhung rồi ạ. Mọi người chấm like tương tác lên nha mọi người ơi. Chấm like tương tác lên cho em nha. L48 339.000. Siêu rẻ luôn. Bao rẻ bao chất lượng luôn ấy. 339 L48. Tiếp tục L49. L49 à. Mẫu mới. Dior Bobby mới tinh. Dior Bobby mới tinh cho Linh luôn cho em. Xinh lắm nha mọi người. L49 cho em Nhung. Dior này xinh lắm mọi người ơi, chấm like tương tác chia sẻ livestream giúp em ạ. L49 cho em. Ui, Dior Bobby xinh xỉu luôn. Trời ơi mọi người ơi. Chưa được Nhung ơi, đơn trước HM 2.4 triệu chưa được nhận. Hôm nay mua 3 đơn chị cho em một cái khăn nhé. Tại hôm trước chị bảo không có khăn hu là sao? À, khăn của Hermès của hôm nay là tất cả khăn là ở trong đơn của khách rồi. Cái nào các chị phải mua Hermès thì nó mới có. Ví dụ ngày hôm nay các chị mua Hermès nó mới có. Tại vì hôm nay mới có khăn. Đấy, hôm nay các bà phải mua Hermès nó mới có. Thì các chị ơi, xinh chưa? Ok chưa ạ? Đưa cho mọi người, xinh xỉu luôn. Vậy khăn nó đắt đi. Bà tặng một phát là hết lãi luôn. Tặng một phát là lỗ sắp mặt luôn. Mã này lên đơn cho em là L49 giúp em. Bên trong lót này L49 giúp em nhá mọi người nhá. L49 cho em Nhung. Kỷ niệm các chị. Ôi trời ơi xinh xỉu luôn. Tại vì khăn bình thường là em bán ngoài ấy nhá các chị nhá. L49 giúp em kỷ niệm mọi người. Tại vì hôm trước của bạn ấy được tặng ngựa đá rồi. L49 cho em Nhung. Con này kỷ niệm mọi người luôn. Ngựa đá là gấp đôi cả khăn cả ngựa thường rồi. Ngựa đá là gấp đôi tiền cả ngựa khăn cả ngựa thường rồi. Đúng không? Không biết nhân viên đóng nó có đóng kèm không? Như là có đấy. Tại vì là tay em bảo nhân viên nó nhặt đơn đấy mà. Con này kỷ niệm mọi người luôn nhá. Xinh xỉu luôn này. Con này em sale luôn đầu tháng 435.000. 435.000. L49 cho em. L49 các bác ơi. 435.000. Thật sự mọi người không phải xin với ca mặc cả đâu. Em vào đâu một cái là em thật sự mọi người là em muốn các chị là mua hàng một cách thoải mái nhất. Ok chưa ạ? Em tặng được cái là em tặng luôn nha mọi người nhá. Không phải lăn tăn. Như cái vấn đề là được cái nọ rồi thì mình phải không có cái chai nha mọi người ơi. L49 cho em 435.000 nha các chị. L49 435.000 rất xinh. Màu full nâu siêu đẹp luôn cho em này các chị ơi. Màu full nâu siêu đẹp nha mọi người. Ví dụ hôm nay các chị mua HM kia chỉ được ngựa thường và khăn thường thôi. Đấy, ví dụ như thế. Ok chưa ạ? Không bằng một con ngựa đá bình thường. Vậy vì hết sạch ngựa đá. Mã này tặng các chị luôn. 435.000, màu nâu xinh xỉu. Bobby mới tinh. Dior Bobby mới tinh. Size xinh hàng đẹp luôn cho em. L49 nhá mọi người nhá. L49 435.000. L50 nè. Em lại làm giá một con tiền triệu nữa được không? Em lại làm giá một con tiền triệu bán tiền trăm cho các chị nữa không? Có chị nào hóng không? Có chị nào hóng tiếp tục em làm giá các chị một con tiền triệu săn sale tiền trăm được không? Cảm ơn, có con nào chưa bê vào đây không? Con nào chưa bê vào đây không? Đây, con này đi cho xinh. Tặng mọi người con này đi cho xinh. Tại vì là em nghĩ là các chị thích con này. Theo vì của nó sang cực kỳ luôn. Nhanh nhá. Xinh lắm mà đồ còn tặng kèm khăn LV đẹp cực kỳ luôn. Khăn LV bên trong của nó luôn ấy. Một con hàng đắt. Các chị sẽ được săn một con hàng tiền triệu.
3.880.000. Hôm nay các bác sẽ được săn mùng 1 của trong live của nhà. Ui, xinh xỉu luôn mọi người. Một con duy nhất cho một chị nào may mắn nhất trong live được tặng kèm hai khăn liền. Và tặng kèm cả charm. Charm hộp của nó bình thường 500.000 full box. Cái charm này 500.000 full box này. 3.880.000 là đúng rồi ạ. Bình thường order còn giá là 4.500.000 cơ. Mã này em tặng mọi người nhá. Kèm cả khăn LV, khăn lụa LV này, form này. Ui, nặng lắm, đầm tay lắm, nhức nhối luôn cho em. Mã này xinh xỉu. L bao nhiêu rồi? L50. L50 ạ, 3.880.000. Và các chị sẽ được săn trong line này của em với giá tiền trăm đầu tháng, được cho mọi người. Em tặng các chị để lấy vía luôn này. Lấy vía và lấy tương tác, lấy lượt chia sẻ được không ạ? Chứ không lãi. Thậm chí còn bù lỗ cho các chị luôn để em lấy lại cái tương tác thôi. Nha mọi người nhá. Em kỷ niệm các chị mã này 880.000 và chia sẻ livestream em đẩy cho 735 ạ. Không có giá này đâu, em khẳng định mọi người đấy. 735.000. Các chị mua một được tặng kèm một cái trang này thôi các chị đã hời rồi. Một khăn một trang các chị đã hời rồi. Chứ nói là cả con túi như thế này. Các chị để em mở khóa cho mọi người xem bên trong. L50. Để em mở khóa cho các bác xem bên trong nha. L50 giúp nhiều ngăn lắm, đẹp lắm. Nhiều ngăn xinh lắm, xinh xỉu luôn. Da đẹp xị xò, da chuẩn như au luôn cho em. Chưa nhà nào có đâu, bởi vì con này cực đắt ạ. Giá order siêu mắc luôn. Giá order con này siêu đắt luôn, hơn 4 triệu. Tặng kỷ niệm mọi người. Ok chưa ạ? Full box 500 VIP. Mỗi tội là không có book custom thôi. Nha các chị nhá. Full box 500 VIP, bàn đỉnh xịn sò luôn, 735.000. Nhớ nha, chỉ hôm nay thôi. Chỉ hôm nay thôi. L50 lẻ 50. Một cái cho chị nào may mắn nhất, xinh xỉu luôn. Da đẹp, hàng xuất sắc, xịn lắm luôn mọi người ơi. Chất bao đỉnh luôn. Mã code này. Mã code này. Ok chưa ạ? 50 cho Ngọc Ngọc ạ, đẹp lắm. 50 xinh lắm. Xinh xỉu luôn á, tình yêu ơi. Tặng kèm này, một khăn lụa LV của nó này, kèm một khăn bên cạnh của nó nữa này, nhìn không? Khăn bên cạnh của con trai mày luôn ấy. 735.000. Đẹp quá. 735. Túi bên trong là rời hay chỉ nó là ngăn? Nó là ngăn của con túi. Rời thì nó lại xấu rồi. Rời thì nó lại quá nhiều rồi. Nó làm ngăn thì nó mới xinh chứ ạ. Nó như kiểu nhìn vào trong thì như kiểu là hai cái túi, nhưng nó chỉ là một cái thôi nhá các chị nhá. Mà nếu như mà cái túi trong mà bơ ra ngoài để đeo thì nó xấu lắm. Bỏ ra ngoài để đeo thì nó xấu lắm nha. Nên là làm thành một túi xinh như này thôi. Dáng rất rất xinh luôn. Về mọi người không thích cái này, mọi người có thể bỏ ra để mọi người làm móc chìa khóa. Siêu yêu luôn, đẹp cực kỳ. L50 735.000. Lại tặng tiếp một phát nữa. Hôm nay các chị cực hời luôn. Tiếp tục một con hàng đắt đi, 3.600.000. Nhớ nhá, chỉ livestream này thôi đấy. L51. 3.600.000. Các chị sẽ được săn bao nhiêu tiền trong livestream nhà em đây? Mọi người ơi, yêu ơi. Mồng 1 mới được săn giá này, check giá Fendi nha. Đẹp xỉu luôn. Đẹp xỉu luôn, một con hàng đắt. Chơi lớn đúng rồi, tặng khách quan trọng gì đâu chị ơi. Không quan trọng, lãi cả năm cả tháng cả đời rồi. Nha các chị ơi. Lời lãi cả năm cả tháng cả đời rồi. Nha các bác. Con Fendi này rất đẹp luôn, mà chỉ chuyên kẹp nách thôi nha mọi người. Hình như là mọi người có thể là chỉnh nấc dây ra ngoài được luôn á. Đây để em chỉnh nấc dây cho các chị nha. Xem phải không. Để bóc đi, bóc cho mọi người xem. Để em điều chỉnh nấc dây cho mọi người xem luôn. Ví dụ như là em sẽ làm nấc dây nóng. À không, đúng rồi, con này nó chỉ phải rồi. Ok, mã này em kỷ niệm các chị luôn. Mọi người chấm like, thả tim nhá. Xinh lắm, con fan này xinh cực. Chết vừa giá cho con vừa like. Con fan đi. Hôm qua bán là 1450 đúng không ạ? Được chưa? 725. Em tặng các chị luôn 725.000. Ê ơi, săn được giá có 725 thôi mọi người ơi. Tặng các chị luôn 725.000. Ok chưa ạ? Đúng không trời? 4080. Chết con này đi xem nào. 4080. Thề luôn có đúng một con thôi. Chị nào nhanh tay thì được.
Đợt sau mà em săn được thì giá sẽ không giá như này đâu ạ. Đợt sau mà em săn được thì giá sẽ không như thế này đâu nhá mọi người nhá. Giá nó sẽ cực cao đấy ạ. Ok cho mọi người, xinh lắm luôn. Xinh xỉu luôn, nhức nách luôn đấy các chị ơi. Form size là size to, đeo xinh được. Đeo cực, em mặc rất là đơn giản nhá. Em mặc quần áo ở nhà rất là đơn giản nhá mọi người nhá. Em mặc một bộ quần áo ở nhà rất là đơn giản nhưng đeo rất là xinh luôn các chị nhìn không ạ. Yêu ơi, 699.000. 699.000. Fendi mạ vàng 24k, chất da bao đỉnh luôn cho em. L51. L51 giúp em. Tặng mọi người 699. L52 cho em lên một phát nữa. Em sẽ tặng các chị một phát nữa được không ạ? L52 giúp em, cho em lên một phát nữa nha các chị nhá. L52. Con này có 4.900.000 cơ. Dã man luôn, các chị nhìn từ cái dây mọi người biết. Không về được hộp cắt tông luôn. Mà em săn sale được cái giá cực tốt cho mọi người luôn. Hàng bên Việt Nam mình bom bên Trung nên là em săn được giá cực kỳ tốt luôn. Hai dây vip của nó này. Được chưa ạ? 45349 giá cũ là bao nhiêu? Con này sale mọi người luôn. Mã code đầy đủ. Bản vip luôn cho em. Tặng các chị mã này lên đơn cho em Nhung nhá. 45349 699.000. Là bao tốt cho các chị luôn, khẳng định luôn đấy. Được chưa ạ? Và nhớ nhá, giá này em chỉ áp dụng đúng một chiếc duy nhất này thôi. L52, 2 dây, bản 2 dây của LV. Bọc như nguyên như này luôn cho em. L52 cho em Nhung. Full box bản LV VIP. Phụ kiện sáng loáng như au luôn cho em các chị ngắm này. Vì sao nó một con hàng tiền triệu nha mọi người ơi. Săn giá siêu tốt luôn. Size, bản size của nó sẽ là size 25cm cho em. Da chuẩn caviar như au, 52 trong hoàng ngọc quý á. 699. Giá bao tốt nhá. L52. Siêu tốt luôn. Tiếp tục con L53 cho em. L53 giúp em ạ. Bờ đà 3.250.000. Giá nhà em là 1680. Giá của nhà em con này là 1680. Và em săn sale cho các chị 599.000. Ai chưa săn được màu này săn luôn. L53 599.000, đây là màu nút nhá các chị nhá. Màu nâu nút xinh xỉu luôn. L53 nâu nút xinh xỉu luôn cho em này các chị. Đẹp chưa? Còn nhức nách luôn nha mọi người. Bên trong lót này, hàng xuất sắc luôn cho em. L53 phụ kiện bao đỉnh, form bao đỉnh luôn. 1680 và săn sale còn có 599. Eo ơi dã man. Số lượng không nhiều, size 25, 2 chiếc. Đúng 2 chiếc, bác nào nhanh tay thì được. Size 25cm. L53 599.000 giúp em ạ. Ai chưa săn được săn ngay đi ạ. Thật sự hết ngày sale là sẽ không, thật sự mọi người ơi là không được cái giá sale tốt như thế này đâu các chị ơi. Lô này giá quá đỉnh. L53 giá quá đỉnh luôn. L54 lại là một con LV nữa đi cho thích. Con LV này như là LV bao tử ấy. Có chị nào thích bao tử không? Khách hỏi bao tử nhiều lắm luôn á mọi người. Khách hỏi em bao tử nhiều cực kỳ luôn. L53. Khách hỏi bao tử nhiều cực kỳ luôn ấy, xinh xỉu luôn. L53 nhá. Con này 3.680.000. L53 ui dây này. Ôi. Lại tiếp tục các chị tặng mã này 699 chơi lớn luôn. Bao tử VIP của LV. Da chuẩn caviar như ao. Hai dây, một dây kẹp nách. Một dây đây, một dây bao tử đeo của nó đây mọi người ơi. Đâu cái dây đỉnh nhỏ. Cái dây xịn sò dã man này các chị. Cái dây của nó xịn sò chưa? Ok cho mọi người. Mã đơn hàng L54. Ok cho mọi người. L54 giúp em nha các chị nha. Ai thích đeo kẹp nách thì mọi người đeo kẹp nách. Còn ai thích đeo bao tử, mọi người đeo bao tử cho em. Em sẽ lên theo từng mã một mọi người ơi. Hàng sale này sẽ lên theo từng mã một nha các chị nhá. Bên khi đằng sau tùy mã bạn ơi. Con này sẽ lên tone cho em L53. À 54. L54 mọi người điều chỉnh nắp dây ở phần này giúp em này. Thích dài, thích ngắn mọi người điều chỉnh nắp dây nhá mọi người nhá. Chỉnh nắp dây cho em. Mã này là bao tiền nhỉ? 699. HM đằng sau là từ 2.5 triệu đến 2.9 triệu nhá. Đang săn sale từ 2.5 triệu đến 2.9 triệu. Hàng siêu mắc đấy.
coi đẹp xuất sắc luôn cho em. Kỷ niệm mọi người là 699.000, bản 2 giây VIP của LV. Thơm lắm, chuẩn VIP luôn. 1680 và đang giá siêu tốt luôn. 1.680.000 mà được săn sale giá siêu siêu tốt phụ kiện này. Bao tử không có nhiều và khách cực kỳ ưng bao tử, khách hỏi kinh bao tử kinh khủng nhiều luôn á. Có 699 thôi mọi người ơi. L54. Em lên tiếp nào. L55 cho em. Burnkin đằng sau à. Con này đúng không? 11.400.000, đang giảm còn 2.950.000 và chốt trên like còn 2.850.000, chuyển khoản tất còn 2.800.000. Ok chưa? Kèm một khăn một ngựa, đẹp lắm. Kèm một khăn ngựa của Hermès nha các chị nhá. Xinh lắm mọi người ơi. Và đẹp xuất sắc. Hết rồi đấy, bán cháy lắm. Khách toàn mua về xong ưng quá mua full màu thôi. Mới đầu thử mua một chiếc, xong rồi ưng quá toàn mua full màu nha các chị nhá. Con này là da nguyên bản. Các chị đang đi mổ ngoài thị trường rẻ rất nhất cho em là 9.2 triệu nha mọi người. Em giảm còn có 2.950.000 và chốt trên like còn có 2.850.000, chuyển khoản tất còn có 2.800.000 thôi mọi người ơi. Xinh kinh khủng luôn này. Các chị nắm giúp em này. Form bao VIP, da bao mềm, nguyên bản, khâu tay. Ok chưa ạ? Da thủ công, bản đẹp luôn. Bản đẹp của Hermès luôn cho em. Ok cho mọi người, xinh lắm nha. Đó, còn size 25 của nó sẽ là 2.500.000 giảm còn 2.400.000. Size 25 là 2.500.000 giảm còn 2.400.000. Con nhỏ là 2.500.000 giảm còn 2.400.000, báo rồi đấy ạ. Nhỏ là 2.500.000 giảm còn 2.400.000, cũng là da nguyên bản y như thế, nói chung là nó chỉ là size nhỏ hơn thôi. Nó chỉ là size nhỏ hơn thôi nhá. Còn con nhỏ nhất này là 2.300.000 giảm còn 2.200.000 này. 2.300.000 giảm còn 2.200.000, Kelly. Con này là 2.300.000 giảm còn 2.200.000, Kelly. Full VIP 2 book. Đẹp lắm, 2 book nha mọi người nhá. Bản đẹp đấy, con này size 21.5. Nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là xịn sò luôn cho em con HM này. Hết rồi, khách chốt hết sạch rồi. Bây giờ em còn đúng một cái trên kệ với cả một cái trong bọc nữa em hết sạch. Cháy mà, về 15 cái, tổng 15 cái bây giờ hết sạch rồi. Cháy lắm. Khách mua nhanh lắm mọi người ơi, những cái mã HM này khách mua nhanh lắm. Ưng mà, nhận về xong toàn mua full màu luôn, quá đẹp. Nha các chị. Trời ơi. Nguyên bản nhá, đẹp lắm. Đó, hát mới em lên hết dãy rồi, đấy rồi nhá. Còn mỗi kết lý size 8 nữa thôi. Ok chưa ạ? Đã được chưa? Để em lên tiếp nào. L54. Bây giờ lên cho em là L55 giúp em. L55 cho em ạ. Thấy comment em chưa lên được yêu cầu, với cả em cũng không có á. L55 giúp em các chị ơi. L55 giúp em. Các chị có thấy em báo là ví dụ như hàng đằng sau, các chị có nhìn thấy đêm sẽ lên theo yêu cầu mọi người tất cả hàng đằng sau. Nhưng hàng nó không có đằng sau thì mọi người yêu cầu sẽ không lên được các chị nhá. Bởi vì không đi tìm được hàng theo chủ đích của mọi người đâu. Các bác nha. Mã này em tặng nốt 1.250.000 và con này là bản da kiều non. Em chỉ còn có đúng 2 cái thôi và em cũng sale nốt các chị là 400. Đây hàng super với cả super VIP, bây giờ siêu cấp VIP em bán rẻ lắm. Vài trăm nghìn thôi, nhưng mà một con hàng đắt thì không thể bán rẻ được mọi người ạ. Ví dụ một con hàng đắt thì không thể nào mình bán rẻ được đúng không ạ? Con này là bản xếp đôi của Chanel nhá mọi người. Em sale các chị luôn. Em trả lời chủ tịch Nguyễn Bích Oanh rồi đấy ạ. Con này em sale mọi người luôn. Gucci đen nào chị, hàng chất lượng. Mã này em sale còn con Chanel này full mắc nhá. Sale còn 460.000 ạ. 460 còn 2 set nhá mọi người. L55 460.000 còn 2 set. L55 giúp em. 460.000 nhưng còn 2 set mọi người ơi. Ai chốt lên đơn luôn. Em còn 2 set nhá, Chanel, Chanel đen. Chanel đen các chị ơi. 2 set Chanel đen. Ở ngoài không có mã này. Ngoài thị trường không có mã này. Thay La Lê một chiếc ạ. L55 400. Em bạn sale 460 ạ. 460.000. 460.000 nhá. 460.000. Mã này lên đơn cho em. Ơ con nào? Size nào ạ chị ơi? Hàng chất lượng ơi, size nào ạ? Size nào bác ơi? Rất nhiều, em không biết lên kiểu gì chị ạ. Em qua mẫu rồi chứ không lên lại ạ. Em qua mẫu rồi sẽ không lên lại nha mọi người. Ôi trời ơi. Gucci công sở VIP. Chết rồi. Hôm qua chị Chay Huỳnh chốt con này màu nhạt đúng không? Màu nhạt đúng không? 799 đúng không? Hôm nay em săn được giá con này, con màu Gucci đậm này cực tốt luôn. Giá bao tốt luôn. Giá bao tốt nha mọi người nhá. Eo ơi, 1.350.000 và giảm các chị trên like. L56
sale cho các bác là 445.000. 445.000 form cực đẹp. Gucci. Gucci dáng đẹp nhá. L55 nó trang lê ạ. L55 là 460.000. Con này là L56 ạ. Con Gucci công sở này L56 em đo size cho mọi người luôn. Size 30 nhá mọi người nhá. Size 30 chị Kayla lê một cái. Ok chưa ạ? L56 445.000. Da đẹp lắm ạ. Da xinh xỉu, mọi người nhìn chất da này. 55 nó chị Trinh Ngô chuyển khoản cho chồng. L56 445 nó chị Trinh Ngô một cái. L chỉ lấy 56 ấy, không phải 55 đâu. 56 đẹp xỉu luôn, em test lửa cho mọi người. Dior 36 vừa nãy hết sạch rồi. Khách chốt hết rồi, không còn con nào đâu. Ok chưa ạ? L56 thôi em, 445 em còn 3 chiếc thôi. Em tặng mọi người nốt 445.000, em còn có 3 cái thôi. Các chị nhìn bọc này. Xịn xò của chị luôn cho em. Em trả lời chị Bích Oanh rồi đấy ạ. 2 lần rồi là em không có ạ. Trả lời mấy lần rồi ấy. Tiếp tục. L bao nhiêu rồi nhỉ? L56, L57 cho em. L57 ba lô MTM cut out bản VIP 4.900.000. Hôm nay các chị được săn bao nhiêu tiền đây? Đợi em tí em check giá. Em săn được giá rẻ lắm mọi người ơi. Con này size 30 nha. Size 30 MCM đen nha. Ê ơi, giá tốt kinh khủng luôn ý. Nghe xem nào. 9.50. Chia sẻ live cho em chốt cho 8.35 ạ. Hàng cực phẩm đấy mọi người. Khách nhà em nhận con này về toàn bán là toàn bán tận là 300 đô nha các chị nhá. Toàn bán tất 300 đô. Hàng đẹp lắm luôn. Nha các chị ơi, siêu phẩm đấy. Con này bình thường order giá 4.900.000. Khách nhà em bình thường mua tại livestream nhà em là 1.250.000, vậy đến 1.350.000. Gió to quá. Gió to quá mọi người. Bên trong lót cực đỉnh đúng không? Cho mọi người xem lót. Size 30 nha, ba lô MCM 835.000. Các chị nhìn hàng này. Ba lô MCM. Mọi người ngắm nha. Tất cả những ba lô MCM à, chị khách nhà em mua về còn bảo là em ơi chị check. Chị còn ra so với cả con hàng Âu của em trai chị. Em ơi thề luôn em ơi, chị không phát hiện đó nó khác nhau. Bởi vì là nếu như mình phải là người chuyên dùng hàng Âu lâu năm rồi thì mình mới phát hiện được. Nha các chị nhá. Ok chưa ạ? Chồng không nhìn thấy comment gì à? Còn comment linh tinh nữa trong để làm gì? Nhìn thấy không? 835.000. Form cực đỉnh đấy. Size 30 của MCM các chị nhìn này. MCM bản VIP da Âu. Một con hàng da Âu 4.800.000. Săn sale cho các chị còn 835.000. Eo ơi. Bọc vào. Da bao đỉnh luôn. Tiếp nhá. Lên một con LV công sở da VIP nha mọi người ơi. LV công sở da bao VIP nha. Con này cũng là hàng đắt nha mọi người. 3.650.000. Và đang săn sale cho các chị mã này. Chết chồng ơi. Hôm qua bán bao tiền? Xếp 3 món VIP. Xếp 3 món của công sở eo vì luôn cho em. Cực phẩm ạ. Cực phẩm không phải đâu. Chết đi. L57. Ok chưa ạ? Hôm qua bán cho khách là 799. Giảm cho mọi người luôn 200, 599.000. Em lỗ sấp mặt luôn, xếp 3 món của công sở LV 835. Ê ôi. Xếp 3 món của LV VIP mọi người ơi. Check da cho em. Check VIP cho em nha mọi người nhá. Từ bọc, từ lót, từ form luôn cho em ạ. Size đỉnh của LV luôn nha mọi người. L58, 599.000. L58 ạ. LV công sở VIP 599.000, da cực phẩm luôn. Đẹp nha các chị. Đo size luôn cho mọi người này. Size 33. 58 với chị Hoàng Hương. Size 33 599.000, em giảm 200.000 so với giá hôm qua cho mọi người luôn. Máu chưa? Hôm nay mùng 1. Mùng 1 chị nào mở hàng được giá cực tốt. Chị nào chốt giá mở hàng trong livestream này cực được giá cực tốt ạ. L58 cho em. Em xem mọi người 599. L59 ạ. L59 giúp em. Chết rồi, con LV VIP các chị ơi. 58 nó Trang Lê. 58 cho Hoàng Hương hết hàng ạ. Trang Lê và Hoàng Hương trả lời tin nhắn chuyên khoản nhá. Lấy phía đầu tháng mọi người ơi.
em lấy vía các chị đầu tháng. L59 nào, xinh xỉu luôn. Ok, bốc 500 bản VIP. 3.650.000. Trách giá săn sale cho các chị luôn này. 58 cho Khanh Nhã. Hết hàng luôn nhá mọi người nhá. Trang Lê chưa trả lời tin nhắn, chưa chuyển khoản đâu, em không dồn được đâu ạ. Không là em hủy đơn ấy. Các chị ơi, đầu tháng mình phải nhanh gọn lẹ lên ạ. Đừng mua hàng như vậy. Em nhắc rất là nhiều lần rồi, em chỉ nhắc đúng 1-2 lần duy nhất thôi nhá. Đến lần thứ 2 là em sẽ không chốt cho nữa đâu. L59 giúp em. 2211 vừa nãy bán bao tiền. Tặng kèm khăn nhá. Hôm qua học hôm nay. Tặng kèm khăn lụa quần tú của LV luôn cho em. 350.000 cái khăn lụa VIP nha mọi người. Khăn lụa VIP LV bản cực phẩm. Con này cực phẩm luôn, chất rất là đẹp. Sale cho các chị mã này. Tặng mọi người 699. Hôm qua hình như bán 8.5. Tặng mọi người luôn 699. Em ơi, em còn có mỗi một chiếc. Vừa bán vừa tặng luôn, một chiếc duy nhất LV VIP. Quai VIP, quai Tết VIP. Rất đắt ạ, siêu đắt luôn. Các chị order siêu siêu đắt nhá. Thêm đúng cái hộp cắt tông thôi, các chị mua giá 3.6 triệu cho em. 58 là công sở ạ. Con này là 59, L59 giúp em. L59 mọi người ơi. 58 là đúng rồi, con LV công sở đấy ạ. L59 cho em nhung nhá mọi người. Để em một tí. Em móc dây cho các chị. Lan Nguyễn còn 59 ạ. Chị Trang Lê nha. Nhắc lần cuối đấy ạ. Rep inbox giúp em, trả lời tin nhắn chuyển khoản đi ạ. Xinh chua, tặng kèm khăn lụa quần túi của LV cho em. Mọi người quấn nguyên đai cũng được. Ví dụ cái quai kiềng này mọi người quấn nguyên sang cũng được, rất là xinh luôn. L59699, xinh xỉu. Hoàng Hương khách mới này, trả lời tin nhắn chuyển khoản đi ạ. Hoàng Hương và Trang Lê. Lan Nguyễn ạ, 59. L59. L60 nha. L60 giúp em nha mọi người ơi. HM đen rắn VIP. Bàn này đẹp. HM đen rắn VIP, bàn này rất đẹp ạ. L60 mọi người ơi, xinh lắm nha. Con này 1050. Em xin tạm mọi người nhét vào con LV lúc nãy cho. Ôi rơi mất dây. Con LV vừa nãy vừa mới qua. Ui, HM này. Bảo sao nó đắt. Thị trường bán 1.3-1.4 triệu, em nhung bán là 1050, con này vỡ hộp 500 em tặng mọi người luôn ạ. Ê ơi, xỉu luôn, xỉu đau luôn các chị. 480.000. Ê ơi, một con hàng VIP. L60 ạ. Đẹp dã man á. L60 các chị ơi, tranh thủ mua sale đầu tháng các bác ơi. L60 giúp em đi ạ. Chắc chị nào chuyển 58 rồi đấy. Mới có một chị. L60 giúp em. Đẹp chưa? L60 đẹp chưa ạ? Xuất sắc nhở. 480.000. L60. 480 ạ. Size 21 đáy, bản VIP nhá. Cách đi mượn rồi. L61 LV. LV hến, con này màu đẹp lắm. Ai màu đẹp lắm các chị ơi. Ok chưa ạ? 1.550.000. Em săn sale giảm sale cho các chị đầu tháng. 450.000 luôn ạ. Cho các chị xem dây full box view đầy đủ luôn. Lót bên trong như ao luôn này mọi người ơi, ngắm đi ạ. Lót bên trong như ao cho em nha các chị nhá. Form đẹp, size 25, bản VIP. Chị Khanh Nhã với cả chị Trang Lê trả lời riêng nhắn chuyên quản đi ạ. Khanh Nhã chốt mấy mã rồi? Đúng không? À, một mã đầu à. Khanh Nhã với Trang Lê nhá. Chị Trang Lê nhắc nhiều lắm rồi đấy ạ. Mình ơi, đầu tháng mà mình mua hàng thế thì vào nhà người khác người ta chửi cho vỡ mặt. Được cho các chị. L60 giúp em. À, L61 giúp em. 450.000. L61 450.000. Đầu tháng người ta cần nhất là cái nhanh gọn và lẹ nhá mọi người nhá. Được chưa ạ? Số tài khoản em nhắn rồi luôn, chưa thấy chị trả lời luôn. Nhắn 2 lần liền rồi ạ. Hả? 480. Con này 61 450.000. L61 450. Chị Hoàng Ngọc Thúy có đơn. Khách nhà em có cần phải nhắc đâu. Hoàng Ngọc Thúy này em từ nãy giờ em thề với chị là em không cần nhắc chị Hoàng Ngọc Thúy luôn, đúng không? Chưa nhắc một câu nào. Khách tự trả
trả lời chuyển khoản, còn chưa thèm nhắn tin khách đã chuyển khoản rồi luôn á. Thật sự mọi người luôn, khách siêu nhanh luôn á, bởi vì là người ta biết là hôm nay đầu tháng, kể cả bình thường luôn chứ đừng nói là đầu tháng, người ta rất là nhanh gọn và lẹ, tại vì một người ta mua hàng nhanh nhẹn đấy mọi người. L6 mượn, con này L61 ạ, 450.000 là L61 đó chị này, Vivi, Neo Vivi ơi. L61 ạ, 450.000, em nói thật là em cũng không muốn nhắc nhiều đâu, nhưng mà hôm nay nó đầu tháng nên mọi người đừng bom hàng, nó rất là, nó kiểu nó bị rớt đấy mọi người. Bom hàng đầu tháng nó bị rớt, nên là mọi người đừng bom hàng đầu tháng của em nhé các chị nhé. Chị lấy L61 đúng không? Con LV hến màu bò đấy đúng không? Là L61 450.000 nha chị ơi. Còn nếu như chị lấy L60 là con HM đấy, HM đen mới là L60 480.000 nhá. Comment chuẩn nha, để không bị nhầm nha. Comment chuẩn để không bị nhầm, chị Khanh Nhã trả lời tin nhắn chuyển khoản giúp em nha. Tiếp này, em tặng mọi người mã này L62, con này cực phẩm luôn. Tiếp tục một con hàng 4.8 triệu. Em tặng mọi người giá cực phẩm trên line luôn, không ai săn được ở đâu giá này luôn, khẳng định các chị. Full móc 500, em đố các chị săn được ở đâu giá này, xinh xỉu luôn. À ok chị, Neo VV đến L60 nhá, HM 480.000, chốt chuẩn nha bác ơi. Grab inbox chuyển khoản rồi, em không cần chuyển hết, mọi người tập tiền cũng được, em không bắt mọi người chuyển hết đâu ạ. Đây là miễn làm sao mình không bom hàng là được các chị nhá. L61 cho em trong tin nhắn ý chị ơi, em nhắn tin vào trong phần tin nhắn, trong đưa cái điện thoại ở trong đây, bấm vào tin nhắn Trăng Lây. L62 cho em ạ. Tặng tiếp các chị 699.000, tặng tiếp mọi người mã này 699 luôn ạ. Ê ôi dã man, một con hàng chất da VIP, da ao bản VIP, quay tết siêu phẩm của LV luôn cho em. Con này không mua quá phí, con này không mua siêu phí, mẫu mới chưa shop nào có. Giá order là 3.9 triệu đến 4.2 triệu, giá thẳng trực tiếp trên line sẽ là 4.5 triệu. Siêu phẩm luôn cho em, full box 500, mỗi tội nó không có book custom thôi. Giá bao tốt luôn cho em nhé mọi người nhé. Những con hàng VIP này thì giá nó không hề rẻ. Bình thường em like toàn 1.750.000 các thứ mọi người biết rồi đúng không ạ? Bình thường em like cho mọi người toàn 1.750.000 các thứ mọi người biết rồi đúng không chị ơi? Em ơi xinh xỉu luôn ý. Đây các bác ơi, mọi người có thể là làm khăn như này cũng rất là xinh nha các chị. Đây, tin nhắn lù lù đây. Hai tin rồi luôn. Chị ơi, tin nhắn đây, không tin nhắn là cái gì đây ạ? Chị Khanh Nhã chuyển khoản rồi, ok chị gái, thank you ạ. Neo VV trả lời tin nhắn chuyển khoản giúp em nhá. Nhắn tin 3 lần rồi còn không thấy nữa thì chịu nha. Neo VV khách mới nha, trả lời tin nhắn chuyển khoản cho em nha. Đây, thấy chưa? Nhắn tin tận 3 lần rồi vẫn không thấy chị chịu luôn đấy. 599 với cả 465 ạ. Này, con này. Tiếp tục các chị ơi, tiếp tục và túc tiệp. L63. L63 450 cho các chị luôn. Con này siêu phẩm các chị nhìn lót là các chị biết. Này, chị Hoàng Ngọc thì có lấy thêm full màu con này không, lấy nốt này. Nó siêu đẹp luôn á. Này, chất da caviar, chuẩn ao, chuẩn VIP, dây siêu đẹp. L62 450.000 hến VIP nha. L62 giúp em 450.000 ạ. Phụ kiện này các chị ơi, phụ kiện này, đúng như một con hàng 1.750.000 nhà em luôn này. Các chị nhìn không, em bán 450.000 cho các chị luôn. L62, size 25, không thiếu một cái gì hết. À, L63, L63 nhé chị Hoàng Ngọc Thúy. 63, 450, thề em lên con này màu nào cũng đẹp, chị kiểu gì chị phải quất hết. L63, 450 ạ. L64, em lên con này kiểu gì chị cũng phải quất hết màu cho mà xem, nó đẹp lắm. 63 cho Hoàng Ngọc Thúy ạ. Ui xỉu ngất xỉu đau, con túi VIP 3.950.000, đáng lẽ là bán cũng phải rơi tầm 1.2-1.3 triệu mới có lãi chứ tầm này thì em nói thật các chị là trời ơi các chị ơi, tù mù mì túi ong 725.000 cho các chị. Một con charm đã rất là đắt rồi, một con charm VIP đã rất là đắt rồi. L64 725.000 đẹp chưa, kèm charm VIP nhá, kèm charm VIP của LV cho em nha mọi người, xinh xỉu luôn ý em ơi. Da VIP nha mọi người ơi, xuất sắc luôn, chất da đẹp xỉu luôn.
Ok chưa ạ? Chưa mọi người. Thiếu mỗi cái bút cắt tông thôi. Em bán thoải mái 1.690.000 luôn. Em nhưng mà em không, em bán tặng mọi người đúng giá vừa bán vừa tặng luôn, 725.000. L64 725. L65 này. L65 lên một phát nữa kiểu gì khách cũng phải mua luôn. Kiểu gì khách cũng phải mua luôn. Trắng kem đẹp lắm chị ạ. À, quất nốt màu trắng kem này nhanh còn ký. Ôi ôi, tí nữa thì ngã. L65 giúp em. Khăn quần túi này. À sorry, dây túi này đẹp chưa? Dây túi LV VIP chưa? Lót rất là VIP nha. Lót siêu VIP luôn cho em nha. L65 450 ạ. Đẹp chưa? Form này, da này. Các chị nhìn da của nó. Da chuẩn, da caviar như ao luôn. Lót siêu phẩm luôn. L65 lót này. Ngắm lót đỉnh không? 450.000. Quá VIP. 65 cho Hoàng Ngọc Thúy ạ. Có ai chốt luôn đi, xinh lắm. Màu trắng kem đẹp cực kỳ, sang VIP cực kỳ luôn. 450.000 L65. Một con hàng tiền triệu được săn sale tiền trăm thì không tội gì mà không mua cả. Một con hàng tiền triệu săn sale tiền trăm thì không tội gì mà không mua các chị ạ. Tranh thủ nhá. L66. Ok, hát màu đen. L66 nào. 66 con này đẹp cực. Chị nào đã mua trong live stream nhé, em rồi là biết. 1.350.000. Em tặng các chị luôn 480.000 ạ. L66 480 đầu tháng nói là làm nhá. Bán siêu rẻ luôn. L66 480.000. Chuẩn VIP cho em. Các chị nhìn chất da này. L66 480.000. Da siêu phẩm không? 1.350.000. Bóng nhoáng luôn, form VIP luôn, đẹp luôn. Em sale 480 ạ. Chị Neo VV chuyển khoản chưa? Ok. L66 ạ. Các chị rất là nhanh gọn lẹ, em rất thích. L66 480. Em qua nhanh cho mọi người xem được nhiều mẫu nhá. L67. 67. Ai chưa mua được con Dior này, hốt luôn cho em. L67. Ai chưa săn được con Dior này, hốt gọn lẹ luôn cho em đi ạ. Siêu phẩm đấy. Em sale con này bản 1690 đang giảm còn có 580.000 thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Ai không chưa mua được mã Dior VIP này của nhà em thì mua luôn. Lót chuẩn ao, phụ kiện chất da như ao luôn này. Ok chưa ạ? Khóa ao này, khóa da VIP này. 13 Pro Max thoải mái, 14 Pro Max chuẩn bị ra còn vừa nhá. 67 cho chị Cô Vi ạ. Sự tên là Cô Vi. Cô Vi hay đấy. 67 580.000 L67 size 25 VIP. Size 25 VIP 66 để vừa thoải mái điện thoại, 14 Pro Max ra vừa nhá, yên tâm. L67 580.000, đẹp chưa? Còn phụ kiện như ao luôn. Đây, thiếu mỗi cái hộp cắt tông nữa thôi thì em bán cho các chị 1.690.000 luôn đây này. 67 Cô Vi trả lời tin nhắn chuyển khoản cho em. 68 Dior VIP. Chết rồi. Cuối live mà toàn mẫu VIP thế này chịu sao được các chị. L68 full box 500 nhá. Đẹp chưa? Con này sale nhanh gọn lẹ luôn. 3.880.000. Săn sale được giá cực sốc nhiệt, 725.000. L68 725.000. Ê, ok chưa ạ? Tớ qua mẫu rồi, tớ không lên lại được đâu. Lát xem lại like nhá. Tớ dơ nhanh để cho mọi người xem được nhiều mẫu. Nhưng mà tớ con đấy thề luôn, con đấy mà dơ nhanh thì chịu. Con đấy dơ quá kỹ rồi, cả trong cả ngoài cả trên cả dưới rồi, con đấy dơ quá kỹ luôn. L68 ạ, xinh không? L68 size 21. 68 size 21 725.000. Form bao đẹp luôn, quay test VIP nha mọi người nhá. Đó, dơ như này đã kỹ rồi, con kia còn kỹ hơn ý. Con kia dơ quá kỹ rồi ấy. Cả trong cả ngoài ở trên cả dưới. Này, cầm lấy con này.
Cô Vi trả lời tin nhắn chuyển khoản nhận đây. Thề luôn con này tôi like quá kỹ rồi ấy. 480.000 cực phẩm đấy. Size này thì thoải mái, trừ khi size 18cm thì còn có thể là không vừa, nhưng size đấy thì thoải mái luôn. Em nhận được từ một chị cô Vi rồi đấy. Tiếp nhá. À, thế lại bảo người ta là lanh nhanh. Vào sau lại bảo người ta là lanh nhanh. Như thế là không được nhá. Tại vì em like rất là kỹ cho cách rồi. Trời ơi, em nhận được rồi chị ơi. Cho em số điện thoại địa chỉ ở trong phần inbox. Ngày mai em gửi hàng nha. Nhớ mọi người nhớ cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Trong phần tin nhắn để ngày mai em gửi hàng nha. Tất cả mẫu bên này like rồi chưa? Đâu, có like chưa ơi, like đâu. Ok, ủa dồi ôi, các chị ơi nhớ giá cũ không? 1.630.000. Em nói sai mới lộc bán hàng, các chị lót lại giá cũ giúp em mà nghe giá ngày hôm nay này. 98038. Con này tặng luôn. 749.000. 749. Tặng mọi người nhá, mã code đầy đủ. 749. Con nâu chị vừa cầm, nâu vừa cầm là con nào đấy? Nâu vừa cầm là con nào nhỉ? Nâu nâu, nâu hỏi chấm nâu vừa cầm là con nào? Vừa nay con LV nào? L48 là con nào đấy? Chúng check cậu con L48 nó con nào. Like L48 chưa? 48 á. Vừa xong ấy. 48 tận bao giờ, bây giờ lên tận 6 mấy ấy. À nhập L68 là con nào? L68 con nào nhỉ? Xong mình phát nhảy lên 69 nhỉ? 67 thôi. Con này là 68. Con này 68. Đây mới là 69 này. Con nâu đi o vừa nãy đúng không? Phải nâu đi o đúng không? Nguyễn phải nâu đi o có quai đúng không? Quai Tết đúng không? Con đấy là 725.000. Con này 749 này. 749, full box 500. Con cốp xịn xỉu luôn. 749.000 nhá. Ok chưa? Ôi chết rồi, dây. Như con vừa nãy xong. LV vừa xong. Trông lướt là ở trong ấy, mã từ mã 60 mã 60 mở trong ra biết có dây chưa. Ok cho mọi người. L69 nhá mọi người nhá. L69 cho em. Đấy chắc là LV, dây của LV VIP rồi. Đúng rồi, có một dây thôi, mỗi cái có một dây thôi. LV bên dưới kìa, xem phải không? Size bao nhiêu em? Size 23 đáy thôi chị ạ. Size 23 đáy thôi. 23 đấy thôi. Em tặng nốt mọi người con HM VIP này. Để chuẩn bị kết thúc live đây. HM này cục đáp ạ. 7.900.000. Em săn sale cho mọi người luôn. VIP xịn sò. Em tặng nốt cho chị 1.580.000 trong live ạ. Nốt lại giá cũ cho em nha mọi người nhá. Gấp đôi giá này luôn đấy ạ. Em tặng luôn 1.580 trong live luôn. Một con hàng cực phẩm, không một shop nào có. Không một shop nào có. Ra nguyên bản, khâu tay. Đã các chị. Ok chưa ạ? Thủ công tay bản VIP của Homemade Kelly. Màu cực lạ luôn. Màu cực độc lạ và đúng một cái thôi. Size 25 nha. Mỗi màu một cái. Mà cái con này là em chưa like. Em chưa đụng đấy nên nó còn. Nha mọi người ơi. Đây là những cái mã này em rất là đắt hàng luôn. Siêu phẩm, siêu đắt hàng. Nhìn đã thấy VIP rồi. Tặng kèm khăn lụa của Homemade full box. Nhìn đã thấy nó VIP rồi. Size 25 69 thôi. Em sale 1.580 có một con thôi ạ. 69 con Dior đấy. 1.580.000 cực phẩm. Đẹp lắm nha, 1.580 cho em. Siêu đẹp luôn, tiếp. Nó còn tròn nhau. Em like 1-2 mẫu nữa để em còn check mã với cả chụp ảnh cho khách đây. Trời ơi. L60. Con hát mới L60 à? Con này L61. L61 set đôi của Trần Heo nhá mọi người nhá. Có Kelly phối 2 màu không à?
Kenly phối hai màu. À có đấy, Kenly phối hai màu có con này chị ơi. Màu đẹp cực kỳ luôn. Chị ơi, siêu phẩm, đang sale có 1.950.000 nhá. Chị ơi, 6.800.000 đang được giảm sale còn có 1.950.000 trên like thôi. Tặng kèm khăn VIP luôn. Khăn VIP của Hermès luôn cho em. Đẹp lắm. Chị ơi, đang được giảm sale cực tốt. Khách nhà em toàn phải mua với giá là 2.450.000 đấy. Giá trên like nhà em ấy. Nha. Em sale giá này đầu tháng kỷ niệm mọi người. Đầu tháng sang sale cho em kỷ niệm các chị. Ra nguyên bản hàng cực đẹp luôn. Cực phẩm đó các chị ơi. Ok chưa ạ? Kenly phối màu bản đẹp luôn. Màu phối cực độc luôn. Và cái màu này nhá, không làm được loại rẻ. Khẳng định luôn. Màu đấy không làm được loại rẻ vài trăm với hơn 1.000.000 đâu mọi người ạ. Ok chưa ạ? Chị vừa bảo em là Kenly hai màu, giờ lại Birkin không có. Birkin thì không có đâu. Birkin thì em chỉ có một màu thôi. Birkin thì em chỉ có một màu thôi. Kenly mới có. Kenly thì có mỗi con này. Hầu hết là em sẽ hướng đến là hàng một màu. Nó sẽ, nó không bị lỗi thời. Cái màu nó không bị lỗi thời, nó không bị lỗi mốt. Chị Khanh Chân ạ. Xinh lắm luôn á. Màu nó không bị lỗi thời. Trời ơi. Màu nó xinh xỉu luôn đây này. Em cho mọi người xem. Đây thế đi chị, chốt con này đi này chị ơi. Màu xỉu đao luôn ấy. Xỉu ngất xỉu đao luôn. Con này có 2650 thôi. 2650 thôi nhá. Con màu này VIP cực, xỉu ngất xỉu đao. Con này có 2650 thôi. Đấy con, với vợ con hát mờ to. Con xanh đậm hát mờ to. Bên kia này cực đẹp luôn. Chị ơi, chị mua những mấy cái màu nguyên bản này này thì nó sẽ không bị lỗi mốt nha. Đeo nó rất là sang, nó không bị lỗi mốt. Đeo sang cực kỳ luôn. Con này tặng kèm ngựa, tặng kèm ngựa và tặng kèm khăn. Con này kèm ngựa và kèm khăn. Còn con size 30 này. Size 30 màu VIP không? Size 30 nguyên bản màu VIP không? Mà giá rất là tốt luôn. Rồi cho các chị, con này có 2750, size 30 có 2750 thôi ạ. Màu đẹp chưa? Size 20 có 2750 thôi. Cực phẩm luôn cho em, màn đẹp lắm. Birkin đẹp nha. Con này cũng xuất sắc này. Tang bạc nha. Tang bạc nha mọi người. Con này size 25. 2650. Khách chốt hết rồi. Còn có một cái cuối. Khách em chốt hết rồi. Còn có một cái cuối thôi. Có màu nâu nữa. Em có màu nâu VIP nữa. Có màu nâu VIP nữa. Đẹp lắm. Em bóc cho chị một con màu nguyên bản HM chữ H. Mới tinh. Đẹp xếp xuất sắc luôn. 7.500.000 mà sang sale giá siêu tốt luôn đấy. 7.500.000 mà săn sale được giá bao tốt cho mọi người luôn. Đây. Em tặng các chị mã này. Này, mọi người nhìn em bóc ra là các chị biết bản VIP rồi, đúng không ạ? Siêu đẹp luôn. Màu này là màu, em có màu nâu và một kaki nhá. Con này có một đen, một nâu và một kaki. Em tặng các chị 2.490.000. Giá bao tốt 2.490.000. Con này có hàng rẻ và hàng này. Loại rẻ hơn là loại Super VIP. Loại rẻ hơn có 460.000 thôi. 1.200.000 anh giảm có 460 thôi. Còn mã này là hàng đắt ạ. 2.490 nhá mọi người nhá. Màu đẹp nhở. 2.490 HM chữ H VIP luôn đấy. Đây mọi người ơi, ngắm đi ạ. Ngắm bản đẹp cho em nha. Con này là 2.490 các bác ơi. Siêu phẩm luôn. 2.490.000. Màu đẹp lắm. Ai chốt thì mình có thể lên đơn nhá các chị nhá. Kinh khủng. Đó. Ok chưa ạ? Không, để em lên một vài mã nữa để em nghỉ đây. Đó có rồi mọi người ơi. Lên một vài mã nữa để em nghỉ đây các bác ơi. Birkin thì nó sang. Đeo Birkin thì nó rất là sang. Hôm trước chị mua nâu của em rồi ạ. Con này cũng rất là đẹp, màu này cũng rất là đẹp luôn chị ạ. Màu này siêu đẹp luôn. Quất thêm con màu này cũng rất là xinh luôn ấy. Quất thêm con màu này xinh xỉu luôn chị ơi. Đẹp lắm. Chị có thích những hãng khác nữa không? Có thích những hãng khác nữa không? Thích dáng gì? Hãng LV hay gì đấy không? Em lên cho một hai mẫu nữa. LV hay gì đó không? Con LV dáng cốp này này.
giống con Fendi chị mua ấy, đẹp lắm. Hoài đẹp lắm. Có 699.000 thôi bác ạ. Full box 500 màn VIP. Có 699 thôi. Siêu đẹp luôn. Con này có 699.000 thôi ạ. Ra mọi người sang đấy bán cho em khoảng 150 đô thoải mái, bởi vì con này rất ít. 150 đô, 180 đô thoải mái luôn. Khách nhà em toàn bán 200 đô. 150 còn rẻ đấy mọi người ơi. Con đẹp lắm. 699 nhá. Đẹp lắm. Bao VIP luôn, rẻ, lãi được có 30.000 trên một chiếc túi cho các chị thôi. Con LV này 699.000. Em săn sale được giá siêu siêu tốt đấy, thị trường còn đang bán giá tiền triệu cơ. Ok chưa ạ? Mã lên đơn cho em này. L70. L70 cho em 699. L70 dáng cốp nhá. Của LV full box 500. L70 699. L70 nha mọi người ơi. L71. Lẻ 71 con này cũng xinh, con này lạ lắm. Con này phong lạ lắm mọi người ạ. Mọi người thích Gucci, LV, Dior hay Fendi mọi người comment lên để em lên nhá. Các chị thích hãng nào mọi người comment lên để em lên, em lên một lúc nữa là em cũng nghỉ rồi đây ạ. Sáng mau sang luôn. Tiếp tục nha. Con này xuất sắc, em còn chưa like like nào. Con này em Nhung còn chưa like like nào luôn. Này em về năm nghỉ nhá. Để like còn đi làm cười. L71. Giờ đi lễ luôn á. L71 tặng các chị luôn này. Hay là mai đi đám cưới xong một tí. 4 giờ đi đám cưới không về đi mấy giờ? L71 cho em. Dậy đi ngoài kia chưa? L71 nha các chị. Hôm nay còn không có hàng 200 để mà like. Bán hết rồi. Dạo này toàn về hàng VIP thôi. Loại này toàn về hàng VIP. Rẻ nhất cũng phải tầm 400-500 đổ lên. Mã cốt này, lót này, hàng siêu phẩm này. Dạo trước em còn like hàng 100-200 nhiều, chứ dạo này không có đâu mọi người ạ. Em săn được cái toàn những cái mẫu VIP giá tiền triệu, 2-3 triệu mà em được bán cái giá này thì em rất thích. Nên là em chỉ muốn bán hàng này thôi, cho khách khi mà khách nhận hàng mình uy tín, cái uy tín của mình được đẩy lên cao ấy. Con này 699 nhá mọi người nhá. L71 699.000. L71 tặng mọi người 699 cho em. Xinh xỉu luôn. Đẹp nhức nách. L71 nha. 699 đẹp chưa? Xuất sắc luôn đó mọi người. Xinh. Hàng bao xinh bao VIP. Form đẹp, chất đẹp, xịn sò. Con này không một shop nào có, chưa shop nào có luôn. Order chắc ít nhất phải tầm 3,5 triệu cho em bản đẹp. L72 sale con này 460.000. 1,250 triệu L72 em sale còn 460 nhá. Một set đồ của Chanel, da cừu non rất là đẹp. L72 460.000 ạ. Nhiều mẫu quá, không biết like mẫu nào. L72 giúp em 460.000 cho các chị luôn. L72 tặng mọi người 460. Một set đồ của Chanel, size con này là size 25.5-26 đấy mọi người ơi, đẹp lắm. Set đồ của Chanel, da mềm, đẹp xịn. Có LV vuông không? LV vuông á, LV vuông em có. LV vuông là như nào ạ, không hiểu ạ. Burberry không có đâu. Burberry em hết sạch rồi, không còn con nào cả. À, hình như Burberry ở dưới, ở nhà dưới em còn một con trắng, mai á. Burberry ở dưới kho dưới rồi, trên này không còn con nào, dưới kho dưới thôi. Cách đây 5 cây. Nên mọi người, kho dưới của em cách đây 5 cây thì em đang để kho dưới, không để đây mọi người ạ. Còn một con Burberry trắng cũng rất là đẹp, nhưng mà em đang để dưới kho dưới, trên này không còn con nào cả. Đây con này. Con này của nhà em là 4,9 triệu và đang được săn sale cho các chị là 1,380,000 em sale nốt. Con này bán full 2 book nhá, một book cắt tông và một book 500 mọi người nhá. 1,380 ạ, siêu phẩm luôn cho em. Các chị chuyển khoản tất em để cho 1,3 triệu thôi, tại vì em còn có 2 cái thôi mọi người ơi, em lỗ sấp mặt, em lỗ mất 500.000 trên một con túi luôn. Nặng lắm, 1,5 cân một con túi đâu. Cốp VIP của LV. Cốp VIP của LV nhá mọi người nhá. Xinh lắm luôn. Eo ơi, xuất sắc luôn cho em. Đẹp đỉnh lắm, chất da của nó phê lắm mọi người ơi. Các chị mình nhận hàng đi. Khách nhà em mua 1,680 xong về còn mua thêm con nữa. Tại vì đến đồng nghiệp lấy luôn. Về mua thêm con nữa. Rồi cho các chị. Nha mọi người nhá. Toàn giám đốc với cả phó giám đốc các thứ. Đeo á, xinh xỉu luôn.
đến đồng nghiệp chấn luôn. Xong rồi vào livestream của em mua thêm con nữa mọi người ạ. Đó, khách hầu hết mua con này xong rồi còn mua thêm thôi. Đẹp lắm luôn. Bản VIP full 2 book nha mọi người nhá. Bao đẹp luôn, thêm con lầu bên này. VIP full 2 box, siêu đẹp, siêu phẩm. Con đấy là 1.380.000. Các chị chuyển khoản tất em để cho 1.3 luôn con Dior này đi. L73 cho em này. L73. Dây ạ, à? Dây đây chị ạ, con này đẹp lắm, chất da của nó đỉnh lắm luôn á. Đây. Cho em cho Facebook luôn này, cho xem hộp luôn nhá. Mai chồng lên đơn của Linh Phương á, nhớ chồng nhớ lên con đắt nhá. Đây này. Chị nhận cho đẹp. Đẹp cho đẹp. Bác của mình đâu ta? Đây. Full 2 book nha tình yêu ơi. Em nói sai đâu các chị đâu. Em nói như nào các chị nhận hàng như thế. Được chưa ạ? Full 2 book VIP của LV. Cho em ạ, dây đây. Full cũng full cho em là full 2 dây luôn. Bản đẹp. Full 2 dây bản đẹp luôn cho em đấy ạ. Dây đây phụ kiện như au luôn này. Phụ kiện như au nhá mọi người nhá. L1 Chanel Cell đầu lip là cái gì nhá chồng nhỉ? Này. Ok cho các bác. Ôi em không nhớ đâu mọi người ạ. Thôi mọi người đừng chốt. Mai thì mọi người hạn chốt nhá. Mai em lên thì mọi người hạn chốt. Con đấy có 6 hay 7 cái nhưng em chốt hết rồi đấy. Con này 1380. Mai mà còn thì mọi người chốt nha. 1380. Nó có dáng khác. 185 Chanel trắng á. Đó, L1 là Chanel trắng á. Mã này em sale cho mọi người là 1380 và chuyển khoản tất để còn 1.3.000. Nó còn đẹp lắm. Em thề mọi người các chị nhận nó phải 1,5 con, một con túi sang cực kỳ luôn. Sang xịn mịn, size đáy là size 22 ạ. Đáy size 22, đẹp lắm, nó không to đâu, vừa phải thôi chị ơi, nhưng điện thoại để thoải mái nhá. Điện thoại phụ kiện để thoải mái luôn cho em nhá mọi người nhá. Xinh xỉu luôn, màn full 2 book đẹp, xịn xò luôn. Yên tâm đi, con này đẹp lắm, lạ lắm, khách thích lắm. Khách rất là ưng luôn, con này ai nhận cũng ưng luôn. Em bán nhiều lắm rồi, em về tổng củ xả của đây là 50 chiếc. Bây giờ hiện tại em còn đúng 2 chiếc tại kho luôn, hết sạch ạ. Em về 50 cái, em còn đúng 2 cái mà hàng đắt nhá. Hơn 1 triệu nhưng mà khách chốt nhanh lắm luôn. Cháy hàng. Khách chốt nhanh cực kỳ luôn, cháy hàng đấy mọi người ạ. Tranh thủ đi mọi người ơi. Tranh thủ các bác ơi. Lên một con LV VIP trắng xinh. Trắng xinh xinh xỉu luôn. L7 mấy không? Con này L73, con này L74 à? Một mạng nữa em nghỉ nhá. Đây nó con L74 rồi, một mạng nữa em nghỉ nhá. Chốt đi chị ạ, yên tâm. Em giới thiệu con nào mà đẹp là không sai đâu. Ui, con này xinh chưa mọi người ơi. Ê ơi, chất đẹp nhở. Con này 1480 à? Tặng luôn. Chuẩn bị kết thúc clip rồi. 649.000 cho các chị luôn. Nhớ chia sẻ like cho em. Full 2 dây, 1 dây kẹp nách, 1 dây đeo chéo. Nát em đeo con này luôn. Nát đi em, mai đi em cưới mới đeo con nào nhỉ? Cái mặc cái gì nhỉ? Mới đeo con nào nhỉ? Con này em sale cho mọi người luôn. 649.000. Xinh cực kỳ luôn đấy. Đeo con túi nào nhỉ? Đeo hăn mờ. Đeo hăn mờ, hăn mờ lúc nào cũng sang. Ok. Xinh xỉu lắm mọi người. Nè. Ê ôi, VIP cực kỳ luôn. L74 nhá mọi người nhá. 649. L74 649.000. Không quất à? Không chốt à? Không quất à chị ơi? Nghe em chốt đi xong về không muốn mua hàng rẻ hơn luôn. Thật sự. Các chị chốt hàng này xong về không muốn mua hàng rẻ hơn. Chị chốt rồi à? Anh đấy, đã chuyển khoản 1.3 rồi. Không để comment luôn. Không để comment mua luôn mà đã chuyển khoảng 1.3 rồi. Ờ, em gửi đồ chị chưa các em à? Hay là gì đấy ạ? Ok chị chuyển khoản rồi đúng không? Để em nhắn tin. Nhật sau nhớ comment xong rồi hãng chốt nhá. Để nhớ em nhắn tin không có là quên đấy ạ. Em gửi đồ. À chị ơi, phải có chuyến bay thì nhà em mới gửi được ạ. Khoảng độ ngày mai ngày kia nhá. Có chuyến bay thì nhà em mới gửi được nha. Hả? 73.
Eo ơi mọi người ơi, con chả neo đầy đỉnh chóp luôn. Em bán cực nhiều luôn rồi. Con chả neo này em bán dã man rồi ấy mọi người. 6 triệu 9 đang săn sale cho các chị còn có 1 triệu 9 80. Được rồi ạ, bao đẹp luôn. Bình thường em bán 2150 cho khách đấy. Bình thường em bán 2150 cho khách đấy. Em đang sale có 1980 thôi mọi người ơi. Đó, em để trên kia nhá. Không cần phải nói luôn, không cần phải giới thiệu luôn. Khách tự bảo Nhung ơi chị chốt. Em để trên kia kìa. Em quên em chưa để lên lại. Chanel đó đẹp lắm, chị có rồi xinh xỉu luôn á. Con này các chị đi mua bao tiền? Em thấy là thị trường đang báo giá rẻ nhất là hơn 6 triệu một con túi rất là vip. Này các chị ngắm chất da này. Ngắm da cho em Nhung này. Mọi người ngắm da cho em này. Một con hàng vip nhá. Crep 11 siêu địch thơm. Em thơm thật sự, em này thơm kinh khủng. Em rất là thích những túi nào thơm, mở ra đã thơm ngát rồi á, là muốn đeo luôn nhá mọi người ơi. Mở ra đã thơm ngát rồi là muốn đeo luôn đó các chị ạ. Siêu phẩm nhá các chị ơi. 1.980. Con này em cũng sale cho mọi người luôn. Loang vip. Chanel loang vip nhá. Con này còn có một con cuối cùng và duy nhất cho em. Khách chốt hết rồi. Em còn có một con cuối cùng và duy nhất C19 màu loang vip nha mọi người, xinh xỉu luôn. Chất rất là bền xịn đẹp, dày dặn. Chất sướng lắm mọi người ơi. Chất siêu sướng luôn, màu rất là vip luôn cho em ạ. Màu siêu vip. Em còn có một con Gucci này. Em tặng mọi người luôn. Ô con này đắt lắm nha. Con này 4.900k. Ok chưa ạ? Book của nó cũng rất là xịn luôn. Em kỷ niệm mọi người con này 980 em giải vía luôn ạ. Em nói sai mất lộc nhá. Đầu tháng mà phải đi giải vía là các chị hiểu thế nào rồi. 980.000. Bao siêu phẩm luôn. Xịn giò, nhức cái nhối luôn cho em, nhức nách lắm. Con này đẹp cực kỳ. 980.000. Em nhập vào giá 3.500.000 rồi, em không nói sai một nửa lời luôn. Các chị nha. Full 2 book VIP của Dior của Gucci đẹp lắm. 980.000. Các chị ngắm con Gucci cho em này. Chất da này. Form này. Dây đây ạ. Chị nhìn thấy dây không? Dây ở bên trên này, có hộp luôn, hộp 500 VIP của Gucci luôn cho em, nó đẹp lắm. Con em sale 980 em còn đúng một cái thôi mọi người ơi. Em xả dài vía giá nhập vào 3.500.000 thôi. Nha mọi người nhá, bán ra là 4.900.000 đấy ạ. Thị trường đang bán 4.500.000 đến 4.900k, nhưng bán là 3.880. Thì em đang sang sale giả dài vía cho các chị là 980.000 và em có đúng một cái thôi. Nha, không về nữa đâu. Về nữa thì chết sổ cái giá này luôn mọi người ạ. Lỗ sắp mặt luôn. Lỗ sắp mặt luôn. Mã là lỗ 75. 980.000. Cuối live tặng nốt con này để em nghỉ live ấy, cho các chị giá tốt đấy. L75 lỗ 75 980.000. Các chị cứ nhận lên, các chị biết chất nó đẹp cực kỳ. Và không ai đi nhập được giá này nhá. Con này rẻ nhất nhập vào đã là 3.200.000 rồi. Đấy là giá săn sale rẻ nhất nhập vào là 3.200.000 rồi nhá các chị nha. Giá bán ra của nhà em là 3.880.000 con này. Siêu đẹp luôn. Dây đây các bác. Dây của nó ở bên trên luôn đây. Thiếu dây làm sao được. Thiếu dây em sẽ phải báo nhá. L75 thôi nghỉ ạ. Ôi đau lưng quá. Chị nào chốt cái gì thì mọi người báo em nha. Ok chưa các chị? Giờ em xin phép các chị nghỉ live đây ạ. Ví dụ như các chị nào mà ở bên Mỹ tầm này chưa xem được thì mọi người có thể xem lại live. Các chị xem lại live rồi mọi người chụp ảnh màn hình qua gửi cho em nhé mọi người nhé. Để các chị chốt đơn nha. Bye bye ạ. Em sẽ ưu tiên để cho mọi người giá trong live được chưa ạ? Bởi vì các chị chốt rất là chuẩn nên là em sẽ ưu tiên để mọi người giá trong live luôn. Ok cho mọi người. Giờ em tắt live stream đây. Bye bye, tạm biệt và hẹn gặp lại các chị vào live stream sau. Chị nào có báo mua gì thì mua luôn. Còn giá ở trong giá live stream mùng 1 này là em chỉ sale đúng một live stream này thôi. Giá sau sẽ không có giá này nữa. L75 chị neo VV note này. Hết hàng. Ok ạ. Em tạm biệt mọi người nhá. Em đẩy với chị con này ra ngoài kia luôn. 980.000 giá quá tốt luôn. Lỗ nhỉ. Tiếc quá. Lỗ quá đấy. Bóc 500 luôn đấy. Bóc 500 xịn sò Gucci luôn đấy. Này mở ra. Nhớ ghi vào đấy là kèm bóc 500 nhá. Em nghỉ like đây ạ. Mọi người ơi em chào tạm biệt các chị ạ. Con này đẹp lắm. Con này size 23 đấy đẹp lắm. Bye bye mọi người nha.